Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh mình nha. Thì hôm nay lại tiếp tục cái hoạt động di tích chư thần anh em ạ. Thì cái hoạt động này nó có một cái điểm đặc biệt đấy, là nó sẽ ghép 4 CL server lại với nhau và sẽ chia thành hai phe. Và một phe là phe giống như ở phe chính phe tà vậy anh em. Thì khi mà tham gia hoạt động này thì tất cả các trang bị mà anh em úp từ bên ngoài vào nó sẽ không có tác dụng nha. Nó sẽ sử dụng cái trang bị riêng trong cái lục địa thánh địa này. Thì khi mà anh em úp lên á, thì nó mới có sự thay đổi về cái lượng đam cũng như là sức mạnh của anh em ở trong cái map lục địa này. Còn nếu mà anh em chưa úp gì thì anh em cũng giống như một cái con ạc mới toanh chưa, giống như một con chip vậy thôi anh em. Nhiều khi chip mà các bác mà chơi cái chay mà các vô các bác ấy úp đồ cho nó lên trước mà anh em vẫn chưa úp thì anh em cũng vẫn yếu hơn họ như thường. Cho nên là cái việc mà càng nhiều người vào đây tham gia cái hoạt động thì nó sẽ càng gây được nhiều đam, nó là như vậy đó. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có tạo ra một cái sự chênh lệch sau một cái khoảng thời gian, là bực mình ấy nhỉ, muốn đi đánh nhau mà không. Đấy, bây giờ là cái thời điểm mà ra cái con ảo 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 ảnh này anh em. Ảo ảnh thì nó sẽ xuất hiện ở hai bên cánh anh em nhé. Đấy, hai bên cánh thì anh em bắt buộc anh em sẽ phải đam nó khi mà nó xuất hiện. Khi mà anh em đam được lên cao thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà bị giảm sát thương PVE nếu mà anh em giành được đam top 1 của cái map này nha. Còn nếu mà không top 1 thì anh em sẽ bị mất. Nói chung là mình nói thì nó cũng đang hơi khó hiểu chút. Có nghĩa là nếu mà anh em đam top 1 được cái con ảo ảnh Kundun khi mà nó ra ấy, thì phe địch sẽ bị giảm 80% sát thương PvE trong một khoảng thời gian. Theo mình đoán là khả năng là giảm 80% sát thương PvE tại cái thời điểm chơi thì bị auto nó tự lock vô nha mọi người. Mình quên thoát auto cho nên là đang đánh thì nó lại. Đây mình nhặt những viên ma chú để xem được cái gì nhá. À, hiệu ứng giảm 80% PVE sẽ bị trong 5 giây anh em ạ. Đây. Chết rồi. À. Đây, nếu mà anh em nhặt được cái sức mạnh của ma chú thì sẽ gỡ bỏ phong ấn hiệu ứng và thu thập được cái ma chú thì sẽ tăng được sát thương PVE. À ok. Và cái việc đấy thì anh em còn phải đi thu thập các cái ma chú để mà tăng được cái lượng sát thương nữa. Ủa, vậy là tính là cái này nó rất chiến thuật anh em. Để mà anh em có được cái chiến thắng thì đây anh em nhìn này. Ảo ảnh Kundun đã chết, sức mạnh ma vương và mòn khiến sát thương PVE của toàn thành viên phe địch giảm 85%. Ok, vậy là mình đã giành được cái set đấy nhá. Anh em thấy không? Bên phe của mình vừa giành được top 1 của cái ảo ảnh nhá. Là bên phe địch bị giảm sát thương PVE 80% trong vòng bao nhiêu đây? Trong vòng 75 giây nhá. 75 giây khả năng là tính từ thời điểm con ảo ảnh nó chết cho tới thời điểm con ảo ảnh nó hồi sinh lại. Đấy, hồi sinh lại nhá. Thì bên phe địch sẽ bị giảm 80%. Thì sau khi nó hồi sinh lại, nếu mà tiếp tục mà con đấy bên mình giành được đam top đầu thì bên phe địch lại tiếp tục bị giảm 80% sát thương PVE. Tiếp tục luôn nha anh em. Để mà bù lại những cái hiệu ứng mà tăng giảm như thế thì anh em có thể đánh. Anh em có thể đi nhặt các viên phù ma chú này, anh em nhìn thấy bên trong trong bảng hệ thống tổng hợp nó có ghi này. Đây. Giảm sát thương PVP này. Đấy, hỗ trợ PVP này. Pegu Sumiho nhặt được phù ma chú tăng sát thương PVP thì sẽ tăng 8% PVP trong 15 giây. Đó, thì anh em sẽ bù lại sát thương bằng cái việc mà đi nhặt các viên phù ma chú nhá. Đấy, cho nên là nói chung là cái hoạt động này nó mang tính chiến thuật, rất là chiến thuật luôn anh em. Mình cảm thấy là chiến thuật hơn cả cái tính năng công thành chiến ở trong server của anh em nữa. Chính vì thế cho nên nhiều khi mà anh em mới update xong nó chưa có ổn định ấy, anh em chưa nghiên cứu xong cái phiên bản mà anh em đã đánh giá nó là một cái phiên bản tồi tệ thì theo mình thấy là nó không có đúng. Và nó rất là bất công cho phía bên nhà phát hành. Đó.
cần phải có một thời gian để cho mình nghiên cứu, mình tìm ra những cái hay của cái phiên bản mới đã. Sau đó thì mình cái nào mà mình cảm thấy nó không hay thì mình sẽ, hoặc là nó chưa tốt thì mình sẽ báo lại cho bên nhà phát hành game. Còn cái nào mà nó tốt thì mình chia sẻ cả để cho anh em cùng nắm và có cái lối chơi cho nó hợp lý anh em ạ. Ok. Nhiều khi anh em hôm qua thì mình có vụ đánh nhưng mà mình quên úp clip anh em. Mình 1 tỷ 8 lực chiến nhưng mà đánh so với 800 mấy lực chiến là đánh ngang cơ, thậm chí là yếu hơn. Tại vì do là trang bị ở trong cái hoạt động di tích chiến thần này này, trong hoạt động lục địa em mua này này, thì nó là bộ trang bị mới anh em ạ, trang bị ma thần mới. Hôm qua thì mình cũng chưa có úp được bao nhiêu cho nên là thành ra là rất là yếu yếu, nói chung là ngang bằng so với bên đối phương, thậm chí là yếu hơn. Nên là bác ấy đánh vô gặp mình mà đánh mà thấy ủ 1 tỷ 8 được chiến, tại sao yếu thế? Đến lúc ra check cái bảng 1 tỷ 8 được chiến thấy quá yếu anh em. Cho nên là mới không hiểu lý do tại sao. Thì anh em nghiên cứu qua giờ thì chắc là anh em cũng hiểu một phần nào về cái hoạt động của cái tính năng lục địa MU này rồi. Và trong cái hoạt động boss này thì nó còn có cái việc mà tăng giảm sát thương PvP nữa. Đây. Chắc là mình sẽ phải chạy qua cái con cooldown gaming dam một chút. Nếu không muốn bị giảm sát thương PvP trong 8 75 giây. Anh em chú ý, anh em khi mà anh em đánh á, anh em để ý các cái thanh trạng thái đây này. Đấy, nó sẽ thông báo cho anh em được là mình nhận được đang có cái phù ma chú, khi nào phù ma chú xuất hiện này là anh em có thể đi nhặt. Và anh em nhặt được những cái búp nào thì em sẽ cân đối anh em nhé. Cố gắng hôm nay giành được cái top 1 của cái hoạt động này anh em ạ. Ô, mình đang đánh Kuruma luôn. À quên, phải chạy qua bên con ảo ảnh bên này đánh chứ. Ồ, nó lắc cái nó giật kìa. Có bị cái gì nhỉ? Có bị lắc kìa anh em. Tôi lỡ rồi, đánh ở đây luôn. Còn là 3 phút nữa. Chắc là sẽ lát nữa thì sẽ nhờ anh em bên team họ đi nhặt các phù ma chú để bù lại cái lực đam mà bị thoát. Để mình ấn map thử xem là nó có nhìn thấy cái phù ma chú xuất hiện ở đâu hay không. Không thấy anh em ạ. Anh em nhìn đấy, bên này nó sẽ chia thành hai cái pháp sư thánh tọa này. Nó sẽ ở hai bên bên hai bên của hai phe. Thì một con nằm ở bên phe đỏ, một bên nằm ở phe xanh. Thì có nghĩa là nó nằm trong vùng an toàn nha anh em. Nằm trong vùng an toàn, đây là bên phe đỏ, anh em sẽ không có đi vô được. Và phe xanh thì nó cũng như thế. Cho nên là hai con pháp sư an toàn này này thì pháp sư thánh tọa này thì chắc chắn nó sẽ thuộc về bên phe của anh em luôn rồi. Còn cái khu vực trung tâm này là khu vực của Kuruma này và ảo ảnh này, đây khu vực này là khu vực trung tâm nhá, thì nó sẽ là khu vực tranh chấp anh em ạ. Thì hai bên sẽ đi vào đấy để mà tranh giành các cái tài nguyên cũng như là ma chú để mà tranh giành được, nhận được nhiều cái lợi ích khi mà anh em tham gia hoạt động hơn. Đó. Thì cái hoạt động di tích chiến thần này thì nó cũng thay cho hoạt động boss vui buổi tối cho anh em. Cho nên khi mà anh em đánh thì cái phần thưởng nó cũng sẽ chuyển về trong gui của anh em chứ không phải là giống kiểu dạng chia quân đoàn nha anh em. Cho nên anh em không lo về cái vấn đề chia chác đồ đạc nha. Anh em thành tích của anh em trong hoạt động nó càng cao thì anh em sẽ nhận được
gold của anh em sẽ nhận được càng nhiều thưởng. Đây ví dụ như là hạng trong hạng của gold mình trong server cũng là hạng 1 này, xếp hạng cá nhân của mình cũng là hạng 1 luôn. Thì chắc chắn là lát nữa thì phần quà mình nghĩ là nó sẽ nhiều. Nói chung là mình cũng đang bị cảm như này, đôi khi anh em xem clip anh em sẽ thấy nó bị ngắt quãng một chút. Để mình tránh những cái âm thanh nó không hay, nó bị lọt vô clip anh em ạ. Ok thì cũng mong anh em thông cảm nhá. Cái này anh em giết người á thì nó cũng vẫn trừ đam của bên kia, cho nên anh em cứ thoải mái PK nha. Anh em đam bot hay anh em PK thì đều ok hết. Nhưng mà đam bot hay PK thì cũng cần chú ý tới cái đấy nha. Cũng cần chú ý tới cái lượng đam của bên mình. Ô, sao đam bên kia nó lên nhiều thế mà sao đam bên mình nó xuống nhiều đấy nhỉ? Chuyển qua đam bot thôi anh em. Đam bên mình đang bị tụt nhiều lắm. Ồ, chênh lệch còn có 40.000 tỷ thôi. Bên kia lên rất nhanh nha. Ok, vẫn giữ được top 1, vẫn may mắn giữ được top 1 anh em ạ. Vậy là ok rồi nha anh em. Rồi ok. Vậy là phe thắng đã nhận được cái kiến trúc chiến trường thần ma tăng 30% phòng ngự. Đây là cái thần ma phù hộ đợt 2. Để xem có được viên lửa nào không. Ồ, không được viên lửa nào. Hôm qua được hạng 2 thì được viên lửa, hôm nay không anh em ạ. Đấy vậy có nghĩa là phần quà nó vẫn là random nha anh em. Phần quà nó vẫn là random thôi, cho nên là anh em cũng đừng có quá lo lắng về cái vấn đề mà đồ đạc khi mà tham gia cái hoạt động này. Đấy chủ yếu là nó tạo ra một cái hoạt động đông người hơn, tập thể hơn để cho anh em vô đây anh em giao lưu với nhau thôi. Đương nhiên là nó sẽ tốn máu hơn một chút tại vì anh em phải úp đồ nhiều hơn so với bình thường. Tuy nhiên thì đó cũng không phải là cái lý do để làm cho cái con game này nó trở nên kém hấp dẫn anh em ạ. Theo mình thì nó thấy nó là nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Ngày trước á, thì anh em chơi một cái con server nó ra thì nó tầm khoảng 3 tháng. Bắt đầu là anh em thấy server nó bắt đầu là ít người đi dần rồi. Là lúc đó nhiều anh em là anh em sẽ chán anh em nhảy qua server mới cho nó đông, anh em bắt đầu anh em build tốt anh em chơi lại. Thì nó lại cũng khoảng 3 tháng thì bắt đầu lại cũng thưa người đi. Chính vì sau đó thì anh em có đề xuất lên trên phía nhà phát hành ấy là ở sau cái con game này cái hoạt động mà đấu tranh bot cái thứ này kia cũng như là PK nó cũng nhiều. Chỉ được cái thời gian đầu mới tạo server thì còn đánh nhau KS bot nó còn vui. Về sau này thì nó không có. Thì đó cũng chính là một trong những cái lý do mà cái hoạt động lục địa thất lạc này nó ra đời. Thì nó ghép khoảng thời gian 3 tháng cũng không phải là khoảng thời gian quá ngắn, cũng như là cũng chả phải là cũng gọi là khoảng thời gian gọi là đủ để cho anh em có thể là úp đồ cũng như là cạnh tranh với nhau. Sau đó thì nó lại làm mới tiếp để anh em chuyển qua một cái mùa đấu khác thì cái server nó sẽ luôn luôn vui anh em ạ, luôn luôn nhộn nhịp nha. Anh em có thể là giao lưu ở các hoạt động con quân đoàn là hoạt động lên server. Bây giờ thì trên chiến trường vàng nó cũng ít người đi rồi. Sau khi ra cái tính năng ủy thác mà bao gồm cả ủy thác tùy tùng cái thứ này kia thì nó cũng ít người đi hơn, ít người PK đi hơn. Nhưng mà nó bù lại được cái hoạt động lục địa thất lạc cũng rất là ok anh em. Nhưng mà tiện đây thì mình cũng có một cái lời khuyên cho anh em á, là cái ủy thác vàng này, nó có thể ủy thác cho anh em được tất cả các hoạt động bao gồm cả tùy tùng rồi nhặt các cái viên thần tinh cũng như là cái nhiệm vụ quân đoàn luôn. Tuy nhiên thì khi mà anh em ủy thác như vậy thì cái việc mà ra được các cái đồ hiếm ví dụ như pha lê lớp lửa thì nó sẽ rất là ít nha anh em. Cho nên là nếu mà được thì anh em nên hạn chế auto các hoạt động tùy tùng để có thể là nhận được nhiều phôi hơn. Ok thì như vậy thì nó vừa tạo vừa giúp anh em có được nhiều phôi mà cái cộng cái môi trường
giao lưu thì nó vẫn sẽ còn nhộn nhịp nha anh em. Trừ khi nào mà anh em hôm đó mà anh em bận công việc nhiều quá thì anh em hãng ủy thác hoạt động thì nó sẽ đỡ phí, kể cả chip vậy anh em ạ. Anh em thể nhờ mua ủy thác nếu mà anh em thì cho nó nhanh, còn không nữa thì anh em có thể thuê bạn Ân, bạn ấy cày chip cho anh em. Cái giá thì nó cũng chỉ cao hơn so với anh em ủy thác khoảng 10.000 đến 20.000 một tuần thôi, một tháng chứ, cao hơn 10 đến 20.000 một tháng thôi, thì nó cũng chỉ bằng cái ly cà phê đây anh em ạ. Tuy nhiên thì Ân sẽ ma hóa cũng như là làm hết tất cả nhiệm vụ cho anh em hơn, nhiều hơn, tốt hơn. Và cái tỷ lệ anh em nhận được phôi khi mà đi các hoạt động bot cũng như là tùy tùng nó cũng sẽ cao hơn là so với anh em mua ủy thác cho chip nhá, kể cả chính vậy anh em ạ. Rồi ok, anh em nào mà có thắc mắc cũng như là góp ý gì về cái hoạt động mới lục địa thất lạc này thì anh em cứ liên hệ với mình để góp phần hoàn thiện hơn các video sau này nha anh em. Đây thì tiện đây mình cũng chỉ cho anh em luôn, hướng dẫn cho anh em luôn về cái trang bị làm sao để tăng được cái lực chiến trong cái hoạt động thần ma. Đâu nhỉ? Để mình tìm lại đây, cái thần ma truyền thừa này anh em. Đây nhá, thần ma truyền thừa nhá. Đó, thì nó là cái set trang bị này nha anh em. Anh em có thể là úp anh em tăng phẩm lên. Tăng phẩm lên. Tăng phẩm lên 3 sao, sau đó thì lên tím rồi, tím lên đỏ. Đó anh em úp lên thì nó sẽ tăng được cái lực chiến cho anh em ở trong cái map boss đấy, cái map lục địa gọi là cái gì mình cũng chưa nhớ tên lắm, lục địa thất lạc anh em. Đó thì nó sẽ tăng được cái lực chiến cho anh em khi mà tham gia cái hoạt động trong lục địa thất lạc nha, đặc biệt là cái hoạt động công trình chiến ngày mai. Chính vì thế cho nên anh em bắt buộc phải úp cái lực chiến này lên thật là tốt nếu mà anh em muốn giành được cái thành tích cao trong các hoạt động boss cũng như là công thành, đặc biệt là các anh em top anh em ạ. Ok, và cái này thì nó sẽ mỗi một mùa thì nó sẽ mỗi một mùa nó sẽ mở ra một cái bộ mới nha anh em. Cái này mình vẫn đang bị thiếu này. Chắc là mình sẽ mua trong shop đổi đi cho nó nhanh. À thôi, mình từ từ mình sẽ mua shop đổi. Bây giờ mình sẽ lát nữa mình sẽ đi bot. Mình sẽ đi bot lục địa thất lạc này. Đây, di tích chiến. Đây con bot đây. Con bot này thì nó sẽ có hai co loại là ma, là con gì, ma hồn lửa, và một con là con tên mà một con là con này mình quên tên rồi, một con là ma vương đáng sợ nha. Ma vương đáng sợ nó giống như một cái con bót cùi em, nói chung là bót cùi thì nó cũng chả có tranh chấp gì cả. Anh em đánh cái con hồn lửa thì cái tỷ lệ ra được cái đồ ngon thì nó sẽ tốt hơn. Anh em có thể nhìn vô đây anh em thấy luôn này. Đấy, anh em đánh cái con ma hồn lửa thì nó sẽ có một cái phần thưởng gọi là phần thưởng cộng thêm. Phần thưởng cộng thêm. Đây. Còn nếu mà anh em đánh cái con ma vương đáng sợ này thì nó sẽ không có phần thưởng cộng thêm anh em nhé. Đó, và anh em đánh một trong hai con này thì nó sẽ đều khấu trừ cái số lần khiêu chiến của anh em. Số lần khiêu chiến này thì anh em có thể là mua. Mình mua được 3 lần này. Đấy, VIP thì có thể mua được 3 lần. Ma hồn lửa này nó vẫn đang tồn tại, thì ma hồn lửa nó sẽ tồn tại ngẫu nhiên ở một trong ba cái vị trí ở trên bản đồ. Và mình sẽ tranh thủ mình đi mình khai thác cái này trước. Và mình sẽ đánh cái ma hồn lửa xong. Đây, ma hồn lửa nó sẽ tồn tại ở một trong ba vị trí này nhá. Nó sẽ ra ngẫu nhiên anh em ạ, và nó sẽ có thời gian hồi giống như là boss thế giới, giống như gọi là con Kalima. Là giống như kiểu là anh em đánh cái tùy tùng ma vương vậy. Có thời gian hồi. Khi đánh chết sẽ có thời gian hồi. Hoặc là anh em sẽ xử. Mình sẽ nhặt luôn 3 cục đây. Cái nhặt ngọc này thì anh em cũng biết rồi, nó cũng có hai loại, một loại ngọc cục lớn như vậy, một loại là dạng mũ. Nó sẽ nhỏ hơn thì đương nhiên là cái viên này anh em nhặt viên thần lực ma mà trí này thì nó sẽ được nhiều cái phần thưởng hơn là so với bên kia. Đó, nó cũng chết cũng khá là nhanh anh em ạ.
cái con ma lửa này nếu mà anh em muốn nhanh á thì anh em có thể tốn kim cương xanh để anh em triệu hồi, sau khi mà nó chết thì nó sẽ triệu hồi ngay lập tức tại vị trí này cho anh em luôn. Tuy nhiên thì anh em cũng vẫn chỉ có được, anh em triệu hồi thì nó vẫn tính số lượt như bình thường. Anh em triệu hồi mà anh em không đánh được thì nó cũng vẫn còn đấy, thì sẽ để cho team khác ăn thôi, mà mình thấy thì cũng chả cần thiết anh em. Nó chỉ có vài phút thì nó triệu hồi một con rồi, thì tự dưng nó bỏ mớ kim cương xanh ra để gọi nó ra sớm thì nó cũng hơi lãng phí. Nhưng mà tí thì mình vẫn sẽ thử cho anh em xem để cho anh em biết nha. Rồi, cái thần ma này thì anh em sẽ úp nó lên. Úp nó lên thì sẽ sử dụng cái nguyên liệu là thần tinh phách màu xanh hoặc là tinh phách màu tím. Thì tùy từng cái bậc thì nó sẽ có sử dụng cái lượng tài nguyên khác nhau. Thì cái viên tài nguyên này thì anh em sẽ mua ở trong cái shop đổi này. Đây, shop đổi lục địa. Thì anh em sẽ đổi các cái viên này nhá. Đó, không giới hạn nha anh em. Còn một số các cái viên, ví dụ như viên lên này là để nâng lên đỏ này. Đấy. Nó có 3 loại. Xanh, tím và đỏ thì anh em nâng lên, tùy từng bậc thì nó sẽ tốn nguyên liệu khác nhau để anh em cân đối anh em mua. Có thể anh em sẽ cần phải mua tích trước cái viên đàn cao này. Ok, đã giết xong boss rồi anh em. Để nhớ đây. Có thể anh em sẽ phải mua cái viên đàn cao tích trước. Tại vì nó giới hạn một tuần anh em chỉ mua được một viên thôi anh em ạ. Mình không mua tích trước á thì đến khi mà anh em cần thì nó lại không đủ cái viên đỏ để mà anh em úp. Đó. Anh em mua hết hộ mình nha. Đấy, những cái mà hạn giờ này. Nếu mà có đủ thì anh em nên mua. Ok. Cái này thì anh em có thể mua ở trong cái gói tuần được. Thì anh em mua, anh em tích vào một ít hoặc là kết hợp thêm gói tuần để cho nó hạn chế cái việc mà tiêu hao cái viên thần phách. Cũng ok, không sao. Nhưng mà cái viên này thì anh em theo mình là anh em nên tích nhá. Tích sớm. Rồi. Đó là nói về cái tiếp tục nói, thì chắc là mình sẽ nói về một cái clip về cái tính năng này sau. Đây, sức mạnh truyền thừa này, cái này thì tham gia hoạt động mới có anh em ạ. Cái này hoạt động mới có nha, là event thì nó sẽ ra nha. Bộ thần ma. Ok, cái này nói nó thì nó cũng khá nhiều đấy, chắc là mấy này cũng chưa đủ hết đâu anh em. Thì anh em cứ nắm sơ bộ là như vậy nhá. Nhớ tích hộ mình cái viên màu đỏ này. Được chưa? Và anh em kiếm cái tinh phách ở đâu để cho nó nhiều? Thứ nhất là anh em tham gia các hoạt động boss này, công thành chiến này. Và cái thứ hai nữa là anh em mở cái chiến lệnh này, anh em làm nhiệm vụ ở trong đây. Đó. Anh em sẽ để ý nó có hai cái, một là nhiệm vụ ngày, hai là nhiệm vụ tuần. Thì nhiệm vụ ngày thì anh em cố gắng em làm hết hộ mình. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Và phải để ý một cái là của cái nhiệm vụ tuần nữa, để anh em tránh làm mít cái nhiệm vụ này. Khi đó thì anh em sẽ bị mất rất là nhiều cái kinh nghiệm nha anh em. Tới 100 kinh nghiệm cho một lần nha. Đó là bằng, nói chung là khá là nhiều đấy. Chủ yếu cố gắng không để mít hộ mình nha. Đó, đập và cân đối. Rồi, và cái thứ ba nữa là anh em mua gói ngày. Đây, gói ngày. Gói thần ma này. Đấy, ấn vào đây hộ mình cái. Sau đó thì anh em mua luôn cả ba cái gói ngày này cho mình. Đấy, để anh em lấy thêm cái thần thần phách cũng như là các cái viên tím để anh em nâng lên. Đối với những anh em mà tốt á thì anh em úp cái, anh em mua cái gói ngày này, lúc nào anh em mua thì anh em có thể tiết kiệm cái kết tinh ma vương để anh em mua những cái vật phẩm đỏ anh em thích khác, nhưng gọi là những cái vật phẩm hạng tuần á. Còn lại cái viên tím này thì anh em cứ mua gói ngày để anh em úp vào đồ thì cũng rất là ok. Đó. Đó, anh em nhìn nhá. Đó thì anh em sử dụng cái tinh phách ma vương đó, anh em mua những cái vật phẩm này. Vật phẩm hạn giờ này. Hạn tuần này. Còn những cái này thì anh em có thể sử dụng ở trong các cái gói hàng ngày. Anh em mua anh em úp dần lên nhá. Một tuần nếu mà anh em cảm thấy vẫn còn dư cái ma vương kết tinh nhiều
Thì anh em sẽ dồn đến cuối tuần, anh em bắt đầu anh em mua thêm cái đá truyền thừa này, anh em úp vào trang bị để cho nó nhanh nhanh để tăng cấp. Đây thì tiếp tục ma hồn lửa nó vẫn tồn tại này. Bây giờ mình sẽ đi xem nó tồn tại ở đâu. Ở trong map này thì anh em cũng có thể sử dụng cánh cổng đào linh để nó sẽ di chuyển anh em tới cái con gần nhất nha anh em. Đây ma hồn lửa này, ok chưa, đang có xe bắt gà ở đây. À, hình như là bên cùng bên phe với mình cho nên là không giết được anh em ạ. Chắc là mình sẽ party thử xem là có thể ăn cùng nhau được hay không. Tạo đội nha, xe bắt gà ăn cùng nhau để xem là nó có ra được cái vật phẩm không anh em ạ, nó có bị chia chác gì hay không. Rồi đi vào team này, hình như là bị giảm phần quà đó anh em, nay mình thấy nhận được quà nhiều hơn nha, hoặc là có thể là random. Ok bây giờ đây anh em nhìn này, anh em có thể là gọi nó ngay bằng cái cách sử dụng viên triệu hồi nhá, thì sẽ tốn thêm ít kim cương đấy, triệu hồi luôn này. Ok thì bây giờ mình sẽ rời cái đội này để mà mình đánh để xem là nó có được nhiều cái phần thưởng hơn hay không. Đang mình vẫn nhiều hơn hai anh em kia anh em ạ. Khả năng là bị thọt đam so với đội kia rồi. Hai ông ấy gộp vào một thì làm sao mà ăn đam được anh em. Không sao, vậy thì mình sẽ tiện mình test top 2 để xem đồ nó như thế nào. Không vấn đề gì nha anh em. Nếu mà đồ nó vẫn như cũ thì anh em cứ thoải mái, anh em đánh chung một con boss tại sao. Ở sao tự dưng bên kia bị tụt đam nhỉ? Để xem bên này đánh riêng thì có được nhiều nhiều đồ hơn không anh em nhé. Ồ, cũng vậy thôi anh em ạ. Rồi ok. Vậy là top 1 hay là anh em party thì đồ nó sẽ đều như nhau. Thôi tiện triệu hồi tặng các bác lại một con. Không sao cả. À, số lần khiêu chiến thì anh em vẫn có thể mua được nha. Anh em có thể mua thêm lượt nha anh em. Đây số lần khiêu chiến này mua thêm này. Đó. Ngày anh em có thể mua được thêm 3 lần là tổng là khoảng 7 lần. À 4 lần chứ. 3 4 nhỉ. Mua ngày thêm mua 3 lần là tổng là 6 lần nha anh em. Mỗi lần là 70. 140 về là tổng hết 230 kim cương xanh. Để anh em mua lượt hàng ngày. Đó thì để anh em ăn này. Rủ Tibu lên trên chiến trường vàng giao lưu tí cho vui anh em ạ. Chơi game mà không giao lưu hay gì đánh thì nó cũng buồn lắm anh em.
mà Tibu là nạp cũng quá kinh, hơn lực chiến mình luôn rồi, rất chịu chơi luôn. Ôi chết rồi, quên đấu đấu ra vui nha, tí nữa thì toang, tí nữa thì sảnh tay là đổ ra hết thế giới thì chết anh em ạ. Đang thì thiếu hàng để mà update phiên. Mình sẽ đổ thêm cái pin này. Ủa? Tại sao cái pin này tăng phẩm? À, pin này tăng phẩm. Mình xem pin tăng phẩm để dùng ở đâu. Qua nhìn mua nhưng mà chưa sử dụng được em ạ. À, hình như chắc là sử dụng cho đợt sau rồi. Chứ mấy cái này thì chưa dùng nha. Mình sẽ đấu giá trước đi. Cứ đấu giá thôi. Ok, cứ đấu giá thôi. Rồi, ok. Anh em đó, anh em còn gì thắc mắc thì cứ nhắn tin hoặc là comment bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Ok, à đây, cái mà mình triệu hồi nó khác hoàn toàn với cái con hồi sinh ngẫu nhiên ở trong map nha. Ok, đó là cái điểm cuối mà mình muốn nhắn nhủ với anh em trong video này. Còn rất nhiều nội dung update nó cần phải chia sẻ anh em ạ, thì cũng không nói hết với anh em ở trong một clip được, thì mình sẽ nói ở trong thêm ở các video khác nữa anh em nhé. Thì anh em theo dõi thêm các video ở trên kênh của mình nha anh em. Ok, anh em nào mà có nhu cầu nạp kinh xanh thì liên hệ mình anh em nhá. Hiện tại thì mình có rất nhiều gói ưu đãi cho anh em. Thông tin cụ thể các gói cũng như là thông tin liên hệ mình có để bên dưới phần mô tả của video này. Hoặc là anh em có thể tham khảo cái bảng giá của mình như sau. Đó, thì có các cái gói là anh em nếu mà anh em đặt lẻ thì 3.815 kinh xanh với giá là 680.000 anh em nhá. Hoặc là anh em nạp cái gói siêu tốc là 3K2 kinh xanh với giá là 600.000. Rồi, ngoài ra thì còn có rất nhiều các gói rẻ hơn dành cho các anh em mà ăn event cũng như các anh em top. Ví dụ như gói 6 triệu 9 được gần 42.000 kim xanh, gói 13 triệu 8 được tới tận 87.000, gần 88.000 kim xanh anh em nhé. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0946 636 282 hoặc là ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Bây giờ mình phải bận vô đánh quân đoàn anh em ạ. Ok, xin chào anh em và chúc anh em có một buổi tối vui vẻ anh em nhé.